Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại với kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì Thiên Định đang có mặt ngay tại vườn hoa trung tâm tại phân khu Hải Âu. Tất cả các phân khu thì đều sẽ có những cái vườn hoa trung tâm tiện ích, trong đó bao gồm có bể bơi ngoài trời này, có khu vui chơi dành cho trẻ em này, có vòi phun nước này, có khuôn viên dạo bộ này, có các cái khu phức hợp thể thao như tennis này, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ này, rồi có những khu vực ghế ngồi như thế này để chúng ta có thể đi bộ và dạo bộ, chúng ta ngồi quanh vườn hoa. Buổi tối thì chúng ta ra đây rất là tiện và rất là đẹp. Đấy. Thì hôm nay Thiên Định đang muốn chia sẻ và giới thiệu với cô chú anh ta một cái căn mà cạnh góc, thứ nhất là cạnh góc, thứ hai là nó là cái căn song lập. Với cái diện tích là 150 mét, song lập duy nhất nha chị nhá. Với cái diện tích 150 mét tại phân khu Hải Âu. Điều đặc biệt là nó gần ngay vườn hoa, nó chỉ là căn cạnh góc gần ngay vườn hoa và mặt tiền lên đến 10 mét. Đấy. Thì video này Thiên Định sẽ xin phép được chia sẻ và giới thiệu với chúng ta nha. Và hiện tại thì cái quan trọng nhất là cái giá hiện tại căn này thì chủ nhà đang bán cắt lỗ với mức giá rất là hợp lý. Đây. Quay về trước cho anh chị chúng ta xem này. Đây. Ở đây là đang là vườn hoa này. Bên trong kia là bể bơi nha anh chị nhá. Đây. Qua cái lối này là bể bơi này. Đấy, ở đây là vòi phun nước này anh chị này. Thiên Định sẽ zoom lại này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Khung viên cảnh quan thì rất là đẹp. Và cũng một điều rất là quan trọng là nếu như mà nhà của chúng ta mà có xe ô tô thì riêng cái dọc vườn hoa này là chúng ta để thoải mái này, tại vì cái trục đường ở giữa là trục đường 20 m, trục đường rất là thoáng và rất là đẹp anh chị nhá. Đây. Đầu này thì chúng ta chạy thẳng ra đường này là đường đường đại dương. Còn chạy thẳng lối này thì chúng ta sẽ lên cỏ xanh và đi thẳng lên đường vành đai 3.5 anh chị ạ. Rất là đẹp. Đây. Khuôn viên vườn hoa thì rất là thoáng nha. Đây bây giờ Thiên Định sẽ mời chúng ta vào bên trong cái căn biệt thự song lập của chúng ta. Căn này là căn góc, kể cả những cái căn mà căn góc, à căn này là căn cạnh góc, nhưng mà kể cả những cái căn góc như này cũng là căn song lập của chị nhá. Đấy, căn góc này cũng là căn song lập và cái căn bên trong cũng là căn song lập. Nó chỉ khác nhau ở cái vị trí góc và không góc thôi. Còn là cái căn bên trong này thì là độ thoáng của nó thì nó cũng cũng rất là thoáng luôn. Đấy, mặt tiền lên đến là 10 mét con chị ạ. Đây. Thiên Định sẽ đứng đây là view cho chị xem nhá. Đây. Mặt tiền của chúng ta là từ đây này. Đây, chúng ta nhìn này, từ cái cây cây đèn này, cây cột đèn này ra đến ngoài đây luôn nhá chị nhá. Đây. Đây, vườn hoa thì ngay đây luôn. Rất là tiện luôn. Mặt tiền lên đến 10 mét. Đây chúng ta có thể thấy rồi, thấy xây bao tầng ạ? Đây, Thiên Định zoom lại này. Một tầng này, hai tầng này, ba tầng, 4 tầng của chị nha. Đấy, tổng cả là 4 tầng. Đấy, có tum mái nữa. Rất là thoáng và rất là đẹp luôn. Dãy này thì là tứ lập, bên trong này thì các căn này thì diện tích của nó là 120 mét của chị nhá. Nhưng mà chỉ có mỗi một cái căn gọi là căn cạnh góc này nó có diện tích là 150 thôi. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy được là cả cái dãy này nó cũng thoáng, tại vì bên này là dãy này cũng là tứ lập này, bên này dãy này cũng là tứ lập này. Đấy, thì đầu này thì chỉ có hai căn này này và căn này. Đấy, là hai căn song lập cùng chung tường với cái căn góc, thì căn góc cũng là căn song lập của chị nhá. Đấy, nhưng mà căn góc thì nó được thoáng ba mặt, nó rất là thoáng. Nhưng mà căn của chúng ta, căn bên trong này thì Thiên Định chia sẻ luôn là mặt tiền của nó lên đến 10 mét. Đấy, mặt tiền lên đến 10 mét và giá gốc của căn này thì thời điểm đầu chủ nhà mua vào với cái mức giá là 19,5 tỷ là giá gốc trên hợp đồng mua bán luôn rồi chị nhá. Và chênh như căn này thì chúng ta phải hiểu được là những cái căn như này thì chênh rất là cao. Tại vì số lượng của nó thì nó là căn duy nhất song lập của anh chị ạ. Nó là căn duy nhất song lập với diện tích là 150 mét của chị nhá. Đấy, thì Định sẽ đi vào bên trong. Và tí thì Định sẽ chia sẻ cái giá công khai, cái giá hiện tại chủ nhà đang cắt lỗ luôn của chị nhá. Đây. Đấy, khuôn viên bên ngoài thì vẫn còn rất nhiều đất để chúng ta có thể làm tiểu cảnh. Ô tô vào thẳng bên trong nha chị nhá. Đây, khuôn viên này là chủ đầu tư vẫn đang giữ lại để chúng ta làm gara xe ô tô vào bên trong nhà luôn. Đây, khuôn viên bên trong đây. Đấy, đây là bên trong nhà của chị ạ. Rất là thoáng. Nó là căn song lập cho nên thoáng ba mặt nhá. Căn song lập nên thoáng ba mặt. Đây, chúng ta sẽ đi vào bên trong này.
Về kiến trúc thì đã hoàn thiện mặt ngoài hết cả rồi chị nhỉ. Đấy. Bên trong thì là thu hết để chúng ta có thể là về chúng ta tự làm hoàn toàn bộ luôn. Còn địa đầu điện, đầu nước, đầu chờ là để hết bên ngoài luôn. Đấy, một căn có vị trí rất đẹp. Nếu như từ đây mà chúng ta nhìn này, nếu như tầng 2 chúng ta tầng 2 là ngắm ra vườn hoa này các chị này, nhìn thấy không ạ? Đấy, tầng 2 là chúng ta ngắm ra vườn hoa luôn nha các chị nhá. Rất là thoáng luôn. Và như căn này thì mặt tiền này để được 2 xe ô tô rồi. Cộng với nữa chúng ta mà nhà có tiệc ấy, có bạn bè gì đấy thì chúng ta để ngoài vườn hoa ngoài kia thì xe ô tô cũng có thể được cả chục con cũng được. Đấy, vỉa hè này, riêng vỉa hè này để chúng ta để dọc xe trên vỉa hè này cũng luôn cũng được nhá. Còn không thì bình thường là chúng ta cứ cứ để gọi là để xe ô tô đằng dưới lòng đường thôi. Tại vì cái trục đường là rất là thoáng này, đúng không ạ? Hai xe để hai bên thì một xe ở giữa vẫn đi được nha chị nhá. Đấy. Căn này à, Thiên Định chia sẻ luôn, căn này là hướng Tây Bắc nhá, phù hợp cho những người Tây tứ trạch nha chị nhá. Đấy thì nếu chúng ta à, Thiên Định chia sẻ với cái mức giá công khai luôn. Căn này thì hiện tại chủ nhà đang bán với mức giá là 17,5 tỷ nha chị ạ. 17,5 tỷ là bao toàn bộ phí. Còn chủ nhà đang mong muốn mức giá là 17 tỷ thu về. Giá không đàm phán nha chị nhá. Thực ra với cái mức giá thời điểm ban đầu đã mua ở cái mức loanh quanh đâu đó tầm khoảng 22 23 tỷ rồi mà bây giờ đang đang bán như này là đang bán cắt lỗ quá sâu rồi chị ạ. Hệ thống an ninh an toàn bảo mật này, ngay phía trước của chúng ta là có camera này. Đấy. Em chị nhá. Ok. Trung tâm tại vườn hoa tại phân khu Hải Âu luôn, không thiếu một cái tiện ích gì tại đây luôn. Ví dụ ở đầu kia chúng ta mà có xe điện thì chúng ta sạc điện ở đầu kia luôn nha chị nhá. Đấy, bên kia là sạc điện luôn. Lối này là chạy thông ra trục đường 30 mét tại gọi là trục đường biển xanh đấy, rất là thoáng. Nếu tại vì sao là Thiên Định chia sẻ những cái căn như này nó tiềm năng, số lượng những cái căn song lập như thế này tại phân khu Hải Âu nó không có nhiều các chị ạ. Số lượng song lập ở phân khu Hải Âu nó chủ yếu là tứ lập thôi, chủ yếu là tứ lập, nó chỉ tập trung ở ba dãy là Hải Âu 5, Hải Âu 6 đấy và Hải Âu 4. Thì ở đây là tứ lập của nó là 120 mét của chị ạ. Còn song lập này ở đây nó chỉ có hai đấy, nó chỉ có hai căn đầu 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 cạnh góc thôi, thì nó có cái diện tích là 150 mét thôi. Còn hầu như là diện tích của nó là diện tích bé 120 mét tứ lập hết. Đấy, mà những cái căn này thì sau này nó là hàng limited, số lượng nó không có hạn, à số lượng nó có hạn, nó không không có nhiều. Đấy, cho nên chắc chắn là sẽ có giá trị trong tương lai nha chị nhá. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ta những video tiếp theo nhé. Thiên Định xin chào.